Tổ thuốc gia đình xin kính chào quý cô chú anh chị. Hôm nay tổ thuốc gia đình xin tiếp tục chia sẻ đến quý cô chú anh chị một sản phẩm tiếp theo, đó là sản phẩm FC Paramat Codein. Đầu tiên ta tìm hiểu về thành phần của thuốc. Thành phần của thuốc: mỗi viên FC Paramat Codein chứa paracetamol 500mg, codein phosphate 30mg, tá dược vừa đủ một viên. Chỉ định điều trị của thuốc. Chỉ định điều trị của thuốc: thuốc FC Paramat Codein dùng để giảm đau và hạ sốt từ trung bình đến nặng ở người trên 12 tuổi, cân nặng từ 33kg trở lên. Thuốc có tác dụng nhanh, dùng trong các trường hợp cấp tính hoặc khi các biện pháp khác không còn hiệu quả. Cách dùng và liều dùng của thuốc. Cách dùng và liều dùng của thuốc. Cách dùng: dùng đường uống, hòa tan viên thuốc với một lượng nước thích hợp đến khi hết sủi bọt, nên dùng thuốc sau bữa ăn. Liều dùng: người lớn uống 1 viên khi đau nhẹ và uống 2 viên khi đau dữ dội, mỗi liều cách nhau từ 4 đến 6 giờ, không uống quá 8 viên trong 24 giờ. Đối với người lớn tuổi, bác sĩ có thể cho họ sử dụng liều thấp hơn liều thông thường cho người lớn. Liều dùng cho trẻ em dưới 12 tuổi vẫn chưa được nghiên cứu và chứng minh nên không khuyên dùng. Trẻ em từ 12 đến 18 tuổi uống thuốc mỗi 6 giờ theo hướng dẫn của bác sĩ, liều tối đa không vượt quá 6 viên trong 24 giờ. Thuốc này không khuyến cáo dùng quá 3 ngày, lạm dụng thuốc có thể gây nghiện trừ khi có chỉ dẫn của bác sĩ. Nếu tình trạng bệnh không cải thiện sau 3 ngày sử dụng thuốc, bạn nên hỏi ý kiến bác sĩ và cho phương án điều trị tiếp theo thích hợp hơn. Chống chỉ định của thuốc. Chống chỉ định của thuốc. Người bệnh quá mẫn với paracetamol, codein hoặc với bất kỳ thành phần nào của thuốc, người bệnh đang thiếu hụt men glucose-6-phosphate dehydrogenase, người bệnh đang bị tiêu chảy do ngộ độc hoặc dùng thuốc kháng sinh, người bệnh suy gan nặng, người bệnh suy hô hấp, người bệnh bị viêm phế quản, hen suyễn không ổn định hoặc khí phế thủng, vân vân. Trẻ em dưới 12 tuổi, trẻ em dưới 50kg, trẻ em từ 0 đến 18 tuổi vừa thực hiện thủ thuật cắt amidan và các bệnh liên quan đến tắc nghẽn đường thở. Người có tiền sử phụ thuộc hoặc nghiện rượu. Người bệnh có tiền sử không dung nạp paracetamol hoặc codein. Thuốc FV Paramat Codein chống chỉ định đối với phụ nữ trong 3 tháng cuối của thai kỳ khi chuyển dạ vì khiến cho trẻ sơ sinh có hội chứng cai nghiện, phụ nữ cho con bú vì thuốc đi vào sữa mẹ và có thể ảnh hưởng tới con. Tác dụng phụ của thuốc. Tác dụng phụ của thuốc. Thuốc có thể gây ra một số tác dụng phụ bao gồm: thở nóng, cảm giác phấn chấn, quá khích hoặc trầm cảm, ảo giác, gặp vấn đề về tầm nhìn, vàng da hoặc mắt, dấu hiệu của tổn thương gan. Tiểu khó, đau đầu, chóng mặt, mất ngủ, buồn nôn, nôn ói. Táo bón, đau bụng, ban da hoặc ngứa, phù họng, mắt, mũi, lưỡi, phản ứng dị ứng quá nặng. Phản ứng da nghiêm trọng như nổi ban, bầm tím, lột da hoặc đau. Thở khò khè, nổi mề đay, xuất huyết, sốt, mệt mỏi, lo âu, rối loạn tiểu cầu, suy giảm chức năng gan và thận, ra nhiều mồ hôi, vân vân. Nếu có các biểu hiện dị ứng như khó thở, thở khò khè, sưng mặt, môi, lưỡi hoặc các bộ phận khác của cơ thể kèm theo phát ban, ngứa, phải gọi cho bác sĩ ngay hoặc đến trung tâm y tế gần nhất có thể. Thận trọng khi sử dụng thuốc. Những thận trọng khi sử dụng thuốc này. Những đối tượng sau đây cần thận trọng khi sử dụng thuốc này. Dùng thuốc thận trọng cho những bệnh nhân lớn tuổi, yếu sức, bệnh nhân bị suy giảm chức năng gan và thận nặng, thiểu năng tuyến giáp, bệnh Addison và bì đại tuyến tiền liệt hoặc nghẽn niệu đạo.
không dùng đồng thời với các thuốc giảm đau gây nghiện khác, thuốc trị loạn thần kinh, thuốc an thần hoặc các thuốc ức chế thần kinh trung ương khác như alcohol. Khi bắt buộc phải dùng phối hợp nên giảm liều của một hoặc cả hai loại thuốc. Thận trọng khi sử dụng thuốc cho trẻ em dưới 12 tuổi, phụ nữ có thai, phụ nữ đang cho con bú. Thuốc có thể gây phản ứng trên da nghiêm trọng như hội chứng Tavenjensen, hội chứng hoại tử da nhiễm độc hay hội chứng mụn mủ toàn thân cấp tính. Lưu ý cần thiết. Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi sử dụng sản phẩm này. Xin chân thành cảm ơn.